tiếng của anh. Ăn trứng á? Em Kai đã ăn một quả trứng rồi, bây giờ đến lượt anh Hải ăn. Anh Hải đã bị rơi lòng đỏ rồi. Tới lòng đỏ rồi mới ăn cái lòng trắng cho nó đỡ nghẹn. Còn đây là anh Hoàng, anh Hoàng đang chơi điện thoại. Đừng có quay nữa. Ăn lộn với lòng trắng nữa đấy. Oh my god. Oh my god. Em Kai thì đang ăn muối canh. Anh Hải ăn trứng. Rơi vỡ. Ăn lòng trắng hơn. Ăn thêm một tí lòng đỏ ra rồi. Anh Hải đang ăn canh ngon lành. Không, vào muối muối. Đấy, anh Hải úi ôi, ngoan ngoan, ăn như Tam Mao TV. Còn đây là em Kai. Em Kai vẫn miệt mài chấm muối rồi.